Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trên tay của mình đang là con Samsung Galaxy A50. Con này hiện tại thì nó đang bị dính cái mật khẩu màn hình như này. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn phá cái mật khẩu màn hình nhá. Và sau đó là mình sẽ phá luôn cái tài khoản Google cho nó. Vì đa phần những cái dòng này đều bị dính cái tài khoản Google. Ok, thì con này bây giờ mình sẽ tắt nguồn. Các bạn sẽ không thể nào tắt nguồn theo kiểu là bấm giữ nút nguồn này nhá. Vì các bạn phải điền cái mật khẩu này vào thì mình mới tắt được. Bây giờ thì mình sẽ tắt nóng bằng nhấn giữ phím nguồn và phím giảm âm lượng nhé. Sau khi cái màn hình mà sau khi cái máy nó vừa tắt thì các bạn sẽ chuyển bấm nguồn và bấm tăng âm lượng để vào chế độ recovery nhé. Mình sẽ thực hiện là bấm nguồn và bấm giảm âm lượng để tắt máy này. Rồi, mình sẽ chuyển sang bấm phím nguồn và phím tăng âm lượng để vào chế độ recovery nhé. Đó, thì ở đây thì các bạn nhìn thấy con này nó đang chạy cái hệ điều hành là Android 9 chấm này. Cái level của nó là level 2. Và bây giờ mình sẽ phá cái mật khẩu màn hình của nó nhé. Bằng việc là mình sẽ di chuyển xuống cái mục là Wide Data Factory Reset này. Mình sẽ chọn Yes. Tiếp đến là các bạn sẽ di xuống cho mình cái mục là White Cache Partition nhé. Và tiếp tục chọn Yes này. Và bây giờ mình sẽ bấm nút nguồn để reboot máy nhé. Sau khi máy khởi động xong thì cái mật khẩu màn hình của mình đã được phá và mình sẽ tiếp tục phá cái tài khoản Google cho nó nhé. Thì cái quá trình khởi động này nó khá chi là lâu nên mình sẽ tua cái đoạn này để cho các bạn đỡ phải chờ đợi nhé. Ok, máy đã khởi động lên rồi. Bây giờ mình sẽ chọn vào mũi tên để đi vào trong cho các bạn coi xem con này có bị dính tài khoản Google không nhé. Mình sẽ chọn đồng ý và chọn tiếp theo này. Tạm thời bỏ qua và tiếp theo. Đó, mình sẽ kết nối vào cái mạng wifi của nhà mình nhé. Mình chọn tiếp này. Ok, thì đến cái màn hình này thì các bạn cũng nhìn thấy là nó sẽ đã bị dính tài khoản Google rồi. Vì nó bắt buộc mình phải vẽ cái mật khẩu này. Hoặc là mình sẽ sử dụng tài khoản Google để thay thế. Đó, và như thế này nó hiện là xác minh tài khoản của bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ back trở ra cho mình nhá. Mình sẽ back trở ra này. Và mình sẽ sử dụng cái phương pháp là sử dụng cái SIM khóa mã pin nhá. Và bây giờ mình đã chuẩn bị một cái SIM khóa mã pin này. Mình sẽ lắp vào cái máy này. Các bạn sẽ back ra đến cái màn hình mà kết nối mạng wifi nhé. Mình sẽ back ra cái màn hình này. Và bây giờ mình sẽ thao tác là cho cái SIM. Mình sẽ cho cái SIM này vào và chọn tiếp nhé. Cho SIM này chọn tiếp này. Đó, thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái thao tác tiếp theo là mình sẽ chọc SIM ra này. Chọn OK này. Không được. Mình sẽ thực hiện lại nhé. Cho SIM vào, nhấn tiếp này. Chọc SIM ra này. OK này. Không được. Hoặc mình thử cái cách là mình sẽ cho SIM vào và vuốt cái thanh trạng thái thái ở trên này nhá. Xem có được không. Không được. Mình sẽ vẫn thực hiện cái cách là cho SIM vào này. Mình back trở ra cái màn hình kết nối mạng wifi này nhá. Và mình sẽ cho SIM vào này. Chọn tiếp này. Đó, giờ bây giờ mình sẽ đẩy SIM ra này. Chọn OK này, chọn khóa này và chọn cái nút hình bánh răng setup ở đây nhá. Mình sẽ thực hiện lại. Cho SIM vào này, nhấn tiếp này. Và đẩy SIM ra này. Chọn OK, chọn khóa và mình thực hiện hơi chậm.
các bạn sẽ cứ thực hiện đi thực hiện lại, kỳ bao giờ được thì thôi nhá, mình vẫn phải thực hiện lại thôi. Cho sim vào này, nhấn tiếp này, đẩy sim ra này, chọn ok, chọn đó. Đó, như này giờ mình chọn được rồi này. Và các bạn chọn cho mình cài đặt thông báo nhé. Và chọn vào cái chỗ là xem toàn bộ này. Mình sẽ chọn vào đây và chọn tất cả nhé. Mình sẽ chọn vào cái app là YouTube này. Và chọn là cài đặt thông báo trong ứng dụng này. Bây giờ mình sẽ chọn vào là giới thiệu và chọn điều khoản dịch vụ của YouTube này. Đó, như này là mình đã vào được cái trình duyệt này rồi. Không cảm ơn này. Và mình sẽ vẫn vào cái địa chỉ là vnzom.net xiết bypass để mình cài cái tool để mình phá nhá. Đó, vnzom.net xiết bypass này. Các bạn sẽ cài cho mình cái chỉ cần cài mỗi cái Apex Launcher thôi. Mình sẽ chọn cho phép này. Và chọn tiếp tục này. Tiếp. Mình sẽ cắt cái quảng cáo này đi nhé, để nó tải cái file này về Apex Launcher này. Mình chọn ok này. Apex Launcher đã tải về, mình chọn mở luôn nhé. Và chọn cài đặt. Mình sẽ bật cho phép từ nguồn này lên này. Và chọn back lại này. Chọn cài đặt này. Mình sẽ chọn mở luôn này. Và các bạn sẽ vào cài đặt cho mình nhé. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem cái thông tin của con điện thoại này. Con này là Galaxy A50. Và mình sẽ cho các bạn xem thông tin về phần mềm. Nó đang chạy phiên bản Android 9 chấm này. Mình sẽ back trở ra và các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là sinh chắc học và bảo mật nhé. Bây giờ thì mình sẽ chọn vào cái mục là vân tay này. Mình chọn tiếp theo này. Và mình sẽ chọn vào là mẫu hình nhé. Bây giờ thì mình sẽ vẽ cái mẫu hình bất kỳ nhé. Mình vẽ chữ Z chẳng hạn. Chọn tiếp tục này. Xác nhận này. Và mình sẽ back trở ra này. Back này. Và mình sẽ đồng ý để sao lưu cái mẫu hình vẽ vừa lấy mình vẽ nhé. Bây giờ mình chỉ việc khởi động lại máy thôi. Bây giờ thì mình sẽ vẽ bằng cái mẫu hình vẽ vừa mình tạo nhá. Chữ Z. Mình sẽ mở này. Và vẽ chữ Z. Đó. Và bây giờ mình sẽ chọn mũi tên này để đi vào. Chọn đã đọc này, chọn tiếp theo này. Tạm thời bỏ qua, chọn tiếp theo. Chọn tiếp này. Bây giờ thì mình vẫn vẽ bằng cái chữ Z mà vừa mình vẽ nhá. Ok, các bạn nhìn thấy là cái mục đăng nhập tài khoản Google này, giờ mình đã có cái tùy chọn là bỏ qua này rồi. Như vậy là mình đã qua được cái tài khoản Google rồi. Mình chọn tiếp theo nhé. Và mình chọn chấp nhận này. Ở đây thì các ứng dụng này mình sẽ tải sau. Mình sẽ chọn vào là ok này. Mình sẽ chọn là kế tiếp nhé. Và đăng nhập tài khoản Samsung này mình sẽ bỏ qua. Vẫn bỏ qua này. Mình chọn hoàn tất này. Công việc của mình bây giờ là mình sẽ xóa đi cái hình vẽ mà vừa mình vẽ vào nhé. Đây, các bạn, công việc của mình là sẽ xóa đi cái mật khẩu hình vẽ mà vừa mình vẽ vào nhé. Và bây giờ mình sẽ chọn vào là màn hình khóa này. Và kiểu khóa màn hình này. Mình sẽ vẽ lại cái chữ Z vừa mình. Và bây giờ mình sẽ chọn là vuốt nhé. Tức là mình không cài đặt mật khẩu nữa. Ok này. Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn phá xong cái mật khẩu hình vẽ của cái con Samsung
Galaxy A50, đồng thời là phá luôn cái tài khoản Google của nó rồi. Và nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.